Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng quay trở lại kênh YouTube của mình lại. Lên cho bác một em Panasonic TM8. Đây. Con này thì còn cực đẹp hơn cái này bụi bẩn luôn. TM8 nhá. Con này nó sản xuất 2015, trắng đẹp. Đây. Này là in cái tường thôi. In tường vàng thôi. Đấy, trắng đẹp. Con này thì đẹp luôn. Đấy. Đây. Bao chạy vào test cho bác luôn. Trong thì chả có sắt thì mới răng đẹp. Đây. Răng cực đẹp luôn nha các nhé. Máy rửa bát TM8 nhé. TM8 là PPN8. Đấy. Panasonic. Con này thì chả có gì điểm chê cả. Đấy. Con này thì em đang để cho bác giá là 2 triệu 6 luôn nhé. Đấy, sẽ là bác giá cực rẻ 2 triệu 6 một em máy rửa bát Panasonic TM8. Đấy, các bác ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Con này về các bác lau chùi lên là ok thôi, chứ chẳng phải làm gì cả đâu. Rất là đẹp, trắng đẹp. Đấy nhé. Đấy. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác nhé.